ngoài cái việc là thực hiện thử thách của các bạn thì các bạn còn có thêm một cái nhiệm vụ phụ là các bạn sẽ phải phá để cho các cặp khác không thực hiện thành công nhiệm vụ của họ. Đánh họ được không? Đánh họ bất tỉnh. Bị đánh lại ráng chịu. Thì là được đó. Được nha. C. Đi đánh thôi. Đi thôi. Đây, di chuyển theo đường này. Đi, lên ngựa em. Con gì địa điểm? Mày kêu hủ coi. Ủa? Ủa? Để mình soi. Diễn tắm cám nha. Tắm cám. Ừ. Chị là tắm. Rồi em là cám. Ừ. Cám. Nhưng mà biến tấu xíu. Khi nào mà bốn đội nhận nhiệm vụ xong rồi mới bắt đầu tính giờ. Đi. Vị trí của các bạn ở phía bên kia. Đi bên đây giùm chị đi. Nó không đi. Nó không đi. Đó. Thầy tầm mời nó khen nước hả tầm mời? Cho nó nước tầm mời. Sao tay chào ý quá vậy? Cô nó, nãy cô bóp đi là được rồi. Với là chuẩn bị khăn cho mấy bạn luôn nha. Quỷ đen rồi lùi ha. Chắc ha. Đây gọi là lợn cắp nắp. Cái này ngon lắm ha. Trời chắc lắm á. Cháu ơi cháu ngon lắm nha. Bây giờ làm thế nào để nó mới đi bây giờ? Đó là nhiệm vụ của tụi em mà. Trời Kiều Minh Tuấn sao kêu vậy? Ai bóp cổ Kiều Minh Tuấn vậy? Xong rồi anh chơi đi mà bóp cổ anh gì? Trời ơi, cứ bóp cổ Kiều Minh Tuấn của tôi mà. Ủa, có khi nào bên mình chơi ốc chó bên kia lấy ốc heo không? Bên mình chơi ốc chó bên kia lấy ốc heo không? Lấy nửa ký ốc heo. Đi chơi thôi. Sao nó xuống vậy? Em. Đây tí nữa, xong rồi tí nữa là Hiếu nè cầm cái này này cho nó uống nước nè, các kiểu kiếm đồ cho nó ăn gì đó. Rồi, mời các bạn di chuyển. Đi. Chuẩn bị sẵn mấy cái khăn. Đi hướng này. Qua phía đối diện kìa. Đi. Trời mày ăn cái gì dữ vậy? Nó đói á. Đi. Nó đói. Đúng rồi, đi. Đặt tên cho nó ha. Đặt lên đi, chị coi đặt tên đi con. Đây là Mickey được. Hư quá à, Mickey ơi. Lộn đường rồi, đi bên đây. Đúng rồi. Mickey của nhà chúng tôi. Đúng rồi. Đi. Đó, đúng rồi. Mickey của nhà chúng tôi. Đi Mickey ơi. Xinh đẹp, dễ thương. Ê, đi đâu vậy? Mickey của nhà chúng tôi, xinh đẹp, dễ thương. Thôi mình phải làm sao cho con heo nó chạy. Giờ là mình cắt con heo của nó. Cắt con heo à? Hoặc là mình... Mới ăn chay xong mà mình sẽ làm gì con heo nữa ta? Kho tàu con heo nữa hay là quay con heo nữa? Em cám gì vậy chị Tấm? Em thổi tiết tấu lên được không? Sao bị chị Tấm? Như vậy là mẹ sai chúng ta. Em thấy sắp tới kỳ thi rồi mà chị còn học ngu, cho nên em có mua những quả ốc chó để cho chị ăn bớt ngu. Ok, thì đó, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, thì chị ngu em cũng có khác gì chị đâu. Ấy vậy thì hai chị em mình hãy đi du rừng và hái những hộp ốc chó. Vậy thôi chị. Đúng. Lượm được trái nào thì mình nuốt trọng trái đó để chị em mình thông minh và sáng suốt hơn. Đâu, hai chị em mình thử nuốt cái nào. Thông minh quá. Nuốt là ngu rồi. Ồ, trái ốc chó dưới cái cần cổ chị kìa. Wow, em cũng có một trái nè. Em có nhiều trái lắm, chị muốn coi không? Chị có trái thận. Em có trái tim. Wow. Chị có
trái tính trái nết, tính trái nết. Em trái gió trở trời. Wow. Chị có gì nữa nào? Chị có. Chị có trái phải. Wow. Wow. Ê, ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Bây giờ nha. Lát lừ. Xong rồi giật cái dây thả eo dài. Bây giờ lại. Ê, ê. Ê, giống Tiết Nhiệt Đới, giống như Lương Minh Hải với lại anh Thương ngày xưa đó nhá. Không? Yêu, chỉ có yêu mới làm cái này đúng không? Cái bài là tình yêu trong lành nhân thế gian là cánh hoa đêm giữa tuyên lan. Mà sao vậy? Vẫn heo vậy? Tiết Lan mà. Kỵ thêm con heo không có lý do. Ủa làm gì? Làm gì hả? Quay MV hả? Quay MV hả? Tình yêu trong lành nhân thế gian là cánh hoa mềm giữa tuyên lan. Dù con này muốn ăn cái gì ta? Con heo mà hỏi ăn gì? Con heo ăn tao nè. Con ăn hạt ốc chó. Hiếu thứ hai thật là không bằng thằng Hiếu thứ nhất. Thằng Hiếu không biết. Nó là vô danh. Nhưng mà theo cái câu chuyện cổ tích, thằng Hiếu thứ hai kể lời là hai đứa học chung một lớp. Nhưng thằng Hiếu thứ nhất là nó học khôn hơn. Phụ đi. Ủa làm như vậy bên kia là đốc đi sao á hả? Rồi tình nhân đi chăn heo hả? Còn bên kia nuôi heo hả? Ê, có một con chó xuất hiện. Mà mình đang tìm ốc chó. Vậy thì mày diễn ác coi nè, nè con chó này, quay cận con chó giùm tao nè. Nè. Trời. Em riết. Dạ. Chương trình kêu chúng ta đi nhặt cái gì? Đi nhặt ốc chó. Vô tình có một con chó đứng bên cạnh chúng ta. Vậy thì à, chó cắn gì, chó cắn gì? Chó chỉ có sao không? Chó chạy nóng rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Em hút nồng cho chị. Cứu tôi quá. Cứu tôi. Hết tiểu phẩm. Nhớ dùng tiểu phẩm. Ê, hai tụi tao viên ha. Viên. Về dựng cường chết nha mấy đứa. Về cắt. Con này nó lai lai vậy thôi mà dễ cắt mình. Lên sóng con này tao đấm nha. Nãy từ là cái trí tệ không đó. Mà coi dễ gì. Sáng ra, ra liền ba tiểu phẩm. Sáng giờ là có vui cái gì đâu. Phải dựng thức này thôi. Đúng rồi. Phụng Thiên thừa giận. Trứng. Cái gì vậy? Trứng. Trứng. Cái gì vậy? Trứng. Hai người đàn ông mà ra nhiệm vụ tên trứng. Các bạn phải giữ mỗi người một quả trứng trong tay. Trong vòng 10 phút, các bạn phải mang được hai quả trứng còn nguyên vẹn về đây. Em ơi, em. Dạ. Ê, tôi kêu ba cái em mà sao mà dạ chậm vậy? Em biết. Đã bao lâu rồi em chưa có được đi lúp? Đi lúp. Em chắc cũng đã 3 năm rồi. 3 năm, vậy thì em có muốn đi ngay bây giờ không? Dạ, em muốn. Bú xì la bùng mờ. Bú xì la bùng mờ. Chị ơi, nghe em có đem tới một cái đèn lúp mới. Bú xì la bùng mờ. Tôi phải không ngắn gọn. Vui giờ cái này vui luôn nha chị Dựng ơi. Vui nha bà Dựng, bà Dựng cái này cho vui nha. Em ở nhà em mà. Thôi, nó la thì nó la. Nhưng mà má cô đã bán cho gia đình tôi rồi. Má cô đã bán cho gia đình tôi rồi. Con heo này, con heo này là con heo em. Má người đã bán cho gia đình ta rồi. Chưa. Má đi, bông xanh đi. Má ơi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. 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 Chạy đi
mệt quá. Cô làm gì tôi? Cô làm gì tôi? Tôi ra. Cứu về ở làng. Dường cứu về ở làng. Rồi lấy cục đá bỏ vô đây cho đủ. Đủ không tú? Coi coi. 400. Đây. 400. 400. 400 hơn. 400 giác. Cái gì là 400 được rồi. Chưa đạt yêu cầu. Các bạn thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cho tôi hỏi là ekip đã thảy bao nhiêu gam rau rồi đó? 2kg ốc chó. 2kg mà đi. Mà cái khu vực này á. Thật ra là hồi nãy ban tổ chức đưa cho cái cô thảy là 2kg. Mà cô ăn hết ký 7 rồi. Thôi kỳ bởi, kiểm rất là kỹ. Không còn luôn. Rồi, như vậy là đội của Lâm với Chris thất bại trong nhiệm vụ buổi tối của mình. Tên Thảo Khấu thì tới cầm đi rồi quăng hết trơn. Còn lại có hai cái cùi bắp nè. Thảo Khấu. Hai cái cùi bắp là tôi xin tặng cho Lương Diễn Lâm cái. Với lại Hiếu cái. Alo, 1, 2, 4. Alo, chip, chip, chip. Alo, alo, nghe rõ không ạ? Alo, nghe ạ. Như vậy là Trường Giang em và Võ Hoàng Yến cũng thất bại trong nhiệm vụ buổi tối của mình. Em đang thử mi luôn á, chị vô, chị không thương em. Chị bẻ miếng. Chị bẻ miếng người ta. Chị gì đâu, diễn cho chị ra dễ quá trời à. Muốn thực hiện nhiệm vụ tiếp không? Dạ thôi được rồi, dạ thôi được rồi. Rồi, cặp cuối cùng. Dạ, trứng bình thường ạ. Bỏ về 2-7 trứng, giây phút cuối cùng mang về đây về đích. Rồi á. Nhưng mà đội của đội này hơi dễ không? Sao dễ được nè. Đội này là dễ bị chết nhất. Nha. Không. Móng tay của móng tay chết ra vậy nè, anh thiệt em á. Để giấu đâu đúng không? Ba không có giấu, bắt buộc cầm trên tay. Nhưng mà cầm trên tay thì giấu đi cũng dễ mà. Thì đó để này nè. Làm sao làm được gì anh? Sao được, bắt anh bóp cái bể rồi. Đúng rồi. Tại không bắt rồi. Tại không bắt được rồi. Tại sao lại cho hai người chạy nhanh như vậy, một nhiệm vụ như vậy. Em thắng lại còn muốn gì nữa? Ok à, thôi. Em sân si. Ủa, mình là chung đội luôn á. À ok. Ủa lộn, phải. Chung đội hồi nào? Mấy bài biên tập đã diễn như đúng rồi. Tôi chơi một cái game này nhẹ thôi cũng không manh động gì cả. Để yên á, đây thế nè mọi người ơi. Thôi được rồi. Trời ơi. Chị dìu đi y tế được rồi. Ok. Bác sĩ. Bác sĩ. Gì vậy? Bây giờ chị nhờ một bạn biên tập ra lụm giùm cho em 1,7 kg giùm cho em. Đốt, đốt, đốt. Ký mấy? Hồi nãy tụi em làm đúng rồi. Ký 6, đúng rồi. Ký 6. Ký 6. Đúng. Đó. Bây giờ ra lụm giùm em 1 kg mấy? Ký 6. Ký 6. 1 kg 6. Nãy chị Tú, chị nói là 2 kg. 2 kg. Mời chị ra lụm 1,7 kg. Em mời chị ra lụm. Ký 6. Ký 6. Đúng rồi đó. Nếu có thì mình mới tin được chứ. Đúng. Em đâu có ăn tối rồi. Không ăn tối, nhưng mà tôi phải chứng minh là chị có rải hay không. Hay là chị hại người ta? Hả? Người có thể xem khi phát sóng, tụi em có hình insert về chuyện là đủ cái số lượng đó. Chắc quá đơn giản. Nếu, nếu mà đến lúc đó là quá trễ rồi. Đúng rồi. Lúc đó là lặng thêm, sốt thêm là dựng dựng thêm. Đúng rồi. Lúc đó dễ gì chị còn làm ở... băng. Đúng rồi, lúc đó dễ chị còn làm ở trong Tây Promotion. Đúng không? Chúng tôi không hài lòng. Chúng tôi không hài lòng. Em đã làm gì anh? Tao cũng vậy. Sao anh đập mỏng bể vậy? Đập người ta đập đàng hoàng. Đỡ bạn lên. Mạnh quá vậy. Anh ơi, mình giống như hai tên Thảo Khấu bị điên rồi. Nè nha. Trời ơi, nó tué ra cỡ 3 mét đó. Đúng rồi, ta tổ chức người ta làm, người ta có bạn bè. Chứ làm những chuyện mà ký máy mình không có được. Tụi em lên đổ qua cho người ta hy sinh bao nhiêu ngày tháng. Bên đây là ngày cuối cùng của mùa rồi. Ăn 2 cái trứng là đúng rồi. Chắc không quá đơn giản. Nếu, nếu mà đến lúc đó là quá trễ rồi. Đúng rồi. Lúc đó là bỏ thêm, sốt thêm là dựng dựng thêm. Đúng rồi, phải công bằng. À tụi em còn nói nữa. Mà hai đứa kỳ quá. Người ta đủ 2 kg, đang thấy mà, đi đi mọi người ơi. Nè, ăn luôn đi. Ủa, chị đưa làm em hết không? Nè, dọn cái này rồi khiêng bàn đi rồi vô. Nhục nhã gì? Đã chơi thua rồi. Con heo quá. Thôi, đi. Trời ơi, trời ơi. Thế chứ. Thế thôi à. Đi vô chỗ. Thế chứ. 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 Thế chứ.